Ngồi xuống nè. Mới ngày nào còn phải bế trong lòng, bây giờ đã ngồi đấy để mà uống sữa rồi. Chả mấy chốc mà tự ôm bình. Còn nháy nháy mắt với mẹ mới chết. Nhìn mẹ rất là chăm chú. Thực ra không phải nhìn mẹ đâu mà nhìn camera đấy.